Anh tài em dương. I'm fine, I'm good. Let's see. Người vẫn mắc những cái lỗi lầm mà gọi là những lỗi rất là kinh có bao giờ ít mi không bạn? Là gì đây? Ít gì nhỉ? Is Yes. Nhớ nhá, it is me. Khánh, đi chưa? Lại một lần nữa để set cho đây. Thứ nhất trong văn viết thì các thứ thì bạn phải viết hoa nhá. Thứ. Và thứ hai là cô dạy rất nhiều lần rồi, vào cái phần thứ này phải dùng in hay là gì? on. Nhớ nhá, vào thứ thì dùng on. Bạn phải ghi lại đi. On cộng với thứ. Thứ và ngày đúng chưa? On đây. Ai sao lại biết thế kia? Bạn bạn đánh máy. Ai phải biết hoa nhé. I will go to the party. Right. Nghĩa là gì? Tôi sẽ đi đến. Tớ sẽ đi đến buổi bữa tiệc của cậu phải không á? Đây là đi. Phải không thì bạn thì phải có dấu gì? Yes. But this afternoon I have to vi rồi. Sao sao have to lại là visiting nhỉ? Sao have to phải là gì nhỉ? Yes. Ơ sao lại? Đấy, bạn vẫn mắc những cái lỗi như là đợt nọ cô bảo nhá, nghĩa là khi bạn làm xong bạn vẫn chưa có bước kiểm tra my grandfather chấm lại have sick như này. Thứ nhất my grandfather là số ít mà làm sao dùng have được, đúng không? Nhưng mà sick là tính từ thì phải là gì? Ừ. Yes. And I have to take care of him. Ừ. Thế tại sao nhỉ? Ở dưới này thì mình viết là have to xong rồi là take đúng không? Đúng không? Thế sao trên lại là have to visiting là thế nào? Nhà. Cái gì còn không biết luôn á? Trong cái nhà. Yes. Tại sao bạn lại viết nhầm được như thế? Khi bạn làm xong bạn có đọc lại bài không? Không đúng không? Với Con có cả đặt làm này. và bạn phải chú ý cho cô này. Tự nhiên nếu như mà sâu nhá, sâu thì không thể tự nhiên lại sâu lại đứng đầu một một đoạn văn được đâu. Sâu nó phải đối với một cái gì phía trước. Khi mà một cái gì đứng đầu đoạn văn nghĩa là nó đã phải chuyển hẳn sang một ý khác, bạn hiểu không? Đấy. Còn khi bạn dùng những cái từ nối như là so, because hay là but này thì nó phải đứng cùng một đoạn văn bởi vì nó phải liền mạch với cả một đoạn văn phía trước. Nhá. Phải có một câu phía trước thì mới so hay because được. Đấy, chứ tự nhiên bạn chuyển sang hẳn một đoạn khác thì bạn phải làm một câu riêng luôn. Thí dụ bạn phải bỏ so đi. Chấm luôn là I can't go to your party. I'm so sorry about that. I hope you can forgive me. Được chưa? Chứ bạn sâu nhá, khi nhớ cho cô nhá, đã gọi là từ nối. Từ nối thì phải có gì? Có đoạn trước nó, đúng không? Chứ tự nhiên nhá, bạn một tự nhiên bạn lại gì đấy cho nó đi ra riêng một đoạn là không được. Được chưa? Riêng một đoạn là đã phải bắt đầu một ý khác rồi. Còn so because các thứ là nó phải nối với một câu ở phía trước. Đấy. Ví dụ hoặc là có thể viết thành như này cũng được này. I'm so sorry that I can't go to your party. Chấm. I hope you can forgive me. Đấy thì cũng hay. Đúng chưa? Ví dụ I'm so sorry that I can't go to your party. Chấm. I hope you can forgive me. Goodbye.
See you on Monday. À, tại sao ở trên này là ở dưới là on mà dưới là in hả bạn? Này. Không biết. Tất cả các bạn đang bị gặp một cái lỗi rất là khá là nặng nhé. Đó là khi các bạn làm xong các bạn không có sự thống nhất. Anh hiểu nào là sự thống nhất không? Không có. Yes. Có nghĩa là thống nhất là như nào? Ví dụ tất cả những câu thuộc thì hiện tại đơn thì nó phải đi theo một cái gì? Ngữ pháp, một cái quy tắc riêng đúng không? Một cái quy tắc giống nhau. Đã gọi là cùng một thuộc một thể loại thì phải có cùng một quy tắc đúng không? Đúng không? Đấy, hay là ví dụ như là tất cả những từ mà đang đi với cả thứ, ngày, tháng thì nó cũng phải có những cái quy tắc khác, quy tắc riêng biệt của mỗi cái đúng không? Đấy, chứ không phải là ví dụ ở trên thì hiện tại đơn bạn cho thêm S vào ngôi ba số ít mà ở dưới cũng thì hiện tại đơn nhưng lại không có S đấy. Bạn làm, bạn phải khi làm, bạn phải xem xong tất cả nhá. Xem xong tất cả những câu nào bạn cho vào một cụm, ví dụ như là Saturday này, Monday. Rồi nghĩa là chúng phải đều là thứ đúng không? Vậy cùng phải có một giới từ giống nhau chứ. Chứ không thể nơi thì in, nơi thì on được. Tiếp, ví dụ như là have to, sau have to đúng không? Là một verb, verb nguyên thể. Thế thì tất cả những từ nào sau have to cũng phải là verb nguyên thể chứ không tự nhiên sau have to lúc thì lại là verb in, lúc thì lại là verb nguyên thể được. Như thế là không có sự thống nhất. Không có sự liên kết chặt chẽ. Các bạn hiểu chưa? Trong cái bài viết quan trọng nhất là sự liên kết chặt chẽ, sự thống nhất. Nhớ cho cô nhá. Khi làm xong con không cần thiết phải dùng những cái từ ngữ khó khăn hay là gây gớm gì cả. Mà quan trọng nhất đó chính là gì? Có được sự thống nhất. Ừ. Rồi. Dạo này là bạn gật đầu rất là nhiều nhưng mà what's wrong? Bài rất là ngắn đúng không? Bài rất là ngắn như thế này mà bạn làm cả tuần đấy. Như này là không được đâu. Được chưa? Con đang thi, con chuẩn bị thi giữa học kỳ. Yes. Thi giữa học kỳ nhưng mà cô theo cô là một bài này bạn chỉ cần dành lại đọc đúng 2 phút thôi là bạn nhận ra được lỗi sai mà. Cô không bao giờ yêu cầu bạn viết dài nhé. Không cần viết quá dài, quan trọng nhất là gì? Viết đúng. Được chưa? Còn nếu như kể cả trong trường hợp con bảo là cô ơi, nói thẳng luôn với cô là bài của cô giao đang bị nhiều nên là con quyết định là con chỉ làm được 1 đến 2 bài trong đấy thôi nhưng con sẽ làm tốt. Đấy, thấy chưa? Ví dụ bạn có thể làm ít nhưng bạn làm tốt vẫn hơn là bạn cố làm hết nhưng mà lại làm sai. Như thế thì không được tốt. Bằng cái việc là ví dụ bạn bảo là thôi con dự thi giữa học kỳ rồi bây giờ cô cho con là con chỉ làm 1 bài hay 2 bài thôi nhưng mà con sẽ cố gắng làm tốt. Dear Tom, I was really excited when I opened the letter. À, tự nhiên lại có câu này rất là tốt đúng không? Đã chia đúng. I can't wait to the day. À, wait to, vậy là wait to verb. Wait làm gì? Nghĩa là đợi để làm gì? Nhưng mà khi mà wait trong cộng to một danh từ á, phải là wait for nhé. Đấy đó. Wait for cộng với cả verb in hoặc là danh từ. Đấy, giờ đây là danh từ đúng không? Phải là phải dùng wait for. Còn nếu như bạn là wait to phải là wait to cộng verb. Được chưa? Dạ. Yeah. Cho cô cái phần wait for là một cái rất quan trọng đấy. Wait for là một mẫu câu dùng đi, dùng lại, dùng tái, dùng hồi. I go to cinema thường phải là go to the cinema nhá. With you, we will have a nice. Tại sao ơ là số ít hay số nhiều đây bạn? Ơ là số ít. Thế tại sao lại có cái S ở đây? In there, I hope I can. You can wait me, wait for me nhá. Giống như trên đây này. Nhớ nhá, wait for, wait phải có đi với giới từ for. Nhớ nhá. Wait for me. At the snack store. Không thể dùng từ before được. Before là nói về cái kiểu thời gian ấy. Còn nói về vị trí bạn phải là gì? In gì? In front of. Yes, in front of the cinema. Nhớ nhá. Bạn nhớ cho cô before là bạn thường sẽ dùng về thời gian. Còn
Nói về cái vị trí bạn phải dùng in front of nhé. I will be at 6 p.m. and watch Iron Man, phải là 6 p.m. and we will watch Iron Man or higher, and we will watch. Yeah. And we will watch. Thế nói như bạn nói là gì? Tôi sẽ gặp bạn vào lúc 6 giờ và xem Iron Man thì nó hơi. Can you take some money? Thu giáp nghĩa là gì? Bạn có thể mang một ít tiền vào không? Nhưng mà thu giáp là thu đi đâu, mang đi đâu? Đến nhà chủ phim. Thường là người ta sẽ nói ý, người ta nói là bạn có cậu thì cầm thì đem theo một ít tiền được không? Thì chỉ nói là theo này nhá. Can you bring some money with you? Nhớ nhá, bạn có thể cầm, cậu có thể cầm theo một chút tiền được không nhá. Con dùng mẫu này cho cô. Can bring some money with you nghĩa là mang tiền đi cùng với mình ý. Đấy, còn nếu như bạn là take some money to that thì nó không được tự nhiên lắm. Đấy, với cả người ta sẽ nghĩ là đem tiền đến một nơi nào đấy chứ không phải là đem tiền đi để tiêu, mà là như kiểu đem tiền đến ví dụ trong một cái kẻ xấu nào đấy. Đến nơi nào đúng không? Nó không được tự nhiên lắm, bạn nên dùng cái mẫu dưới này hơn. We can take some toys and juice in here. Bài. Bài. Ra chiếu phim nhưng mà chúng ta sẽ mang chơi á hay là gì? Hay mua bài. Bài, we can buy some. Tất cả toy thì bạn nên phải thêm gì? Yes. Buy some toys. Hoặc là get nhá, một là bạn dùng buy hay là get chứ bạn không dùng text ở đây. And choose. And I think the movie will be interesting. Goodbye. Rồi bài này thì khá hơn bài trước nhưng mà phải nhớ các câu wait là phải cộng for nhá. Wait for cộng với chết, đây không phải, đây là n chứ. Wait for cộng với cả danh từ hoặc ngữ in nhớ chưa? Wait for cộng danh từ, hãy đợi tớ, wait for me. Đợi cô ấy, wait for me. Được chưa? Wait for. Một cái quan trọng nữa mà bạn làm rất hay mắc phải là cái gì đây? In this ra cho đây là đúng hay sai đây bạn? On nhớ nhá. Câu 1, all family, all of us. Câu 2, camping is cheaper than staying in a. Câu 2 là gì? Cost less. Và the campsite we're going to is not too. Pha không phải. Cô sẽ hỏi mẫu ở đây rồi đây này. Nhìn thấy mẫu không? Ta nơi nào phải là pha gì? Pha gì đây? Pha from. Nhớ xa khỏi nơi nào đó phải là pha và cộng với cả giới từ from nhá. Không thể thiếu giới từ from đâu. Xa nơi nào đó phải là pha from something. Đúng nhá, far from, far phải đi với from học này. Tiếp. At the campsite. Bạn vẫn mắc cái lỗi y hệt hôm trước cô dạy nhá. At the campsite người ta gọi là một trạng ngữ. Có bao giờ trạng ngữ cộng với động từ không? Thì có chủ ngữ cộng động từ thôi bạn nhá. Thế bây giờ làm cách nào để đưa chủ ngữ vào? Có là mẫu câu gì there? Is. Được chưa? There is, there are chính là mẫu câu có đấy. Nhớ nhá. Mẫu câu có là there is, there are, nghĩa là trong trường hợp mà khi bạn không có một cái trục nào cụ thể mà bạn chỉ muốn nói là có gì thôi thì bạn dùng there is và there are, nhớ nhá. Còn trong câu 4 này này, mình chỉ có thể dùng has và have trong câu 4 ở cái câu đề bài thôi vì là có cái chủ ngữ là the campsite. Đấy. Được chưa? Trong câu 4 này này dùng được cái chủ
dùng được cái động từ này tại vì nó có chủ ngữ, tại vì nó có chủ ngữ đây. Nhưng at the campsite không phải là chủ ngữ nữa rồi mà là một trạng ngữ rồi. Đấy thì không thể trạng ngữ cộng động từ được, mà bây giờ phải đưa một cái chủ ngữ vào. Đây là đưa tạm cái từ there này vào là chủ ngữ đây. Được chưa? Đây there là có đấy. Nhớ cho cô nhé, từ có dùng there is hoặc there are trong trường hợp mình không có một cái, không có một cái gì? Ngữ. Ngữ, đúng rồi. Đấy, chỉ có một cái trạng ngữ ở đây thôi. Chỉ có một cái trạng ngữ ở đây thôi thì dùng there is there are nhá, không được dùng chủ à động từ đâu nhá, không được dùng động từ sau trạng ngữ đâu ấy. Hiểu không ta? Khi mà có trạng ngữ there is there are đấy. Phải nhắc đi nhắc lại thì bạn vẫn hay quên lắm. I asked my friend if he wanted to come camping with us. I asked my friend. Do you work? Đấy nhé, cái gì mà cô hướng dẫn hôm nay là không được sai nữa đâu nhá. Hướng dẫn đi lại rồi. Cảm ơn. Now, what is your name? My name is Chua Quang Khải. Yes, and what is your surname? My surname is Chua. And how do you spell it? Chuang. Yes. And where do you come from? I'm come from Hanoi, and Hanoi is the capital of Vietnam. And yes. And do you study English at school? Yes, I do. You like it? Yes, because it is very fun and sometimes it's easy to learn. It's easy, yes, correct. Compared to math, it's much easier. And what time do you normally get up in the morning? I normally get up in the morning at 5 a.m. No. You cannot 5 o'clock. No. You cannot say in 5 a.m. You cannot say in 5 a.m. You have to use at. Understand? Yeah. Con đã hiểu câu đấy con sai đâu chưa? Nói về giờ phải dùng at nhé, tuyệt đối không dùng in đâu. Nói về giờ phải dùng at, bạn nhớ chưa? Nói về giờ phải dùng at nhá. Now, what do you normally eat for breakfast? I normally eat at eat for breakfast is bread. Các bạn, sao lại I normally eat for breakfast is, bạn trả lời là I normally eat, eat gì luôn, eat cộng với cả cái thứ bạn ăn luôn. Sau đó cái for breakfast để cuối nhá. What do you normally eat for breakfast? I normally eat bread, noodle, and rice for the breakfast. Yes, nhớ cách nói đấy nhá, chứ không phải là I normally eat for breakfast is. No. I normally eat dot for breakfast. Bạn phải nhớ là bạn không thể nào trong một câu đơn lại có đến hai động từ đi một cách như thế được đâu nhá. Bạn không thể nào mà trong một câu đơn lại có đến hai động từ chính được. Một câu đơn thì bạn chỉ có một động từ chính thôi. Chứ nếu như bạn dùng cả eat cả is là nó hai động từ rồi. Đấy mà trong câu này lại không phải là dùng câu không phải là dạng câu đặc biệt. Thì có những dạng câu đặc biệt nhá thì bạn mới có thể sử dụng kiểu đấy, còn đây là một câu đơn hoàn toàn không đặc biệt gì cả thì bạn không thể hai cái chủ hai cái gì đây nhỉ? Động từ vào như thế được. Bây giờ này. Một cô bé sẽ chuẩn bị đi đến England, được chưa? Và bây giờ cô ấy sẽ phải mang một số thứ đi này. Đấy, thì bây giờ chúng ta hãy nói về những cái thứ mà cô ấy nên mang đi và nói tại sao mà những thứ đó lại là cần thiết, lại là quan trọng. Anh hiểu không? Thì bài này thực ra là cần hai người nói, thì bây giờ có thể là cô về nói cùng với bạn luôn cũng được. Đấy. Thế thì có nghĩa là ví dụ mình gọi là thảo luận với nhau ấy. Ví dụ cô bảo là cô theo ý kiến của cô thì cô thấy cái gì đấy nó quan trọng bởi vì tại sao. Sau đó đến lượt con cũng phải nói là theo con thì cái này quan trọng cơ. Bởi vì tại sao, như kiểu đây là một cuộc thảo luận ấy.
Đấy, và nếu như mà khi mà bạn đồng ý với cô thì bạn phải nói là yes, I agree with you. Nhưng nếu bạn không đồng ý thì bạn I don't agree with you because. Không đồng ý thì tại sao lại phải giải thích ra, nhớ chưa? Thì bạn cố gắng là bạn không đồng ý với cô để bạn giải thích ra, để bạn nói được càng nhiều càng tốt. Bài này nhá, nếu như mà một ngày nào đó bạn thật sự đi thi thì bạn phải cố gắng nói nhiều hơn đối phương. Nếu như không nói nhiều được hơn đối phương thì ít nhất cũng phải nói các cái luận điểm của mình thật là sắc sảo một chút. Đấy. Okay, so firstly, I think that the girl, the most important thing to bring with her is a CD. Okay. I don't agree with you because the CD is not important to take to them. Why? I think that the city is very important because, you know, when you go to a new place, sometimes you will feel bored and you need something to entertain. But if something is too heavy to take. The city is heavy? Yeah, somehow. Ah, yeah. Okay. I don't think that it's very heavy, but yes, if she brings a lot of things already, if she adds some more CDs or films in her bag, then maybe it will be too heavy. Yeah. Okay, I agree with you on this point. So, in your opinion, which of these things she should bring with her? I think she should bring an umbrella because it rains, she can use umbrella to don't have to wet. To prevent from getting wet, right? Yes, I think this is a very nice point of view of yours because she's going to England and England has a lot of rain. It rains every day. You know that? For London. Yeah. Yes. The city of fog. You know the city of fog? Okay. Yeah, so it rains all day. Yeah, so you're right. She should bring an umbrella. And in my opinion, she should bring her family pictures. Because maybe she will miss her family. I don't agree with you. Because it's not important and it's not you mean necessary? Necessary? Yeah. Okay. Yeah. But I want to ask you in case if she misses, okay, if she misses her family so much, what can she do? She can open your mobile phone and WhatsApp and see some pictures and feel about her fun. Yes, right. She can open a phone, but her phone, not my phone, okay? You have just said she should open your phone. Not my phone. Her phone, yes. Okay. Because she should open her phone because my phone is very old. My phone is very old. It cannot contain any pictures. And I think that she should bring a dictionary. Dictionary. Love you. Yes, I agree with you. Because sometimes she don't know some words, she can bring it and learn the words she don't know. She doesn't know, and she doesn't know. Yeah, right, very good. And how about tolerance? Tolerance. Do you think that she should
Yes, why? Because sometimes she can go to the WC, she can see. When she goes to the restroom or the toilet, use it. Yes. And how about the notebook? What do you think about a notebook? Does she have to bring it with her? Yes, she can note some sentences. She was in some place are beautiful. Some places are beautiful. So some places are beautiful. And what can she take note? What can she write? Write about this place. Wait a second. Yes. Try to think. She can know about how it is beautiful. How beautiful it is. But as you, hey, but you said one time to me that she doesn't have to bring her family pictures because if she misses her family, right, she can use the phone. So now why doesn't she use the phone? To take note by the why not? Because sometimes he forgets her phone or he can use a note. So I want to ask you, if you have to choose from between two things, okay? Like when you go out, you are more likely to forget your notebook or your phone. When you go out, you will forget which of these two things? Actually, oh. Forget the notebook. Yes, you're right. Đấy đúng không? Thế bạn phải cẩn thận nhé. Khi bạn đi thi biết đâu người ta lại hỏi đắt léo, xóng xéo như thế đúng không? Giờ bạn bảo là phải dùng notebook. Bởi vì là dùng notebook thì trong trường hợp quên điện thoại thì sao? Nhưng mà người ta hỏi là nhưng mà thường thì bạn đi ra ngoài bạn sẽ quên điện thoại, quên cái quyển sổ. Thường đi ra ngoài bạn sẽ cầm theo, bạn sẽ nhớ ngay đến cái gì đầu tiên? Cái điện thoại. Đúng rồi, bạn sẽ quên cửa sổ ngay. Đến lúc mà kiểu như không còn cái lý lẽ gì nữa thì đành phải. Ok, I agree with you. Yes. Thôi nhưng mà bạn thấy là cũng đã là tốt lắm rồi đúng không? Đã cố hết sức để tranh luận ở phần này. Coi như đây là một cái kỹ năng luyện theo là kỹ năng tranh luận đúng không? Okay, great. And now, picture one. Can you describe this picture? This picture has four people are talking together. They fight, have a smile and they feel very fun. Don't say they feel fun. They feel happy. Feel happy. And he eats a snack. Bring soft drink, and I think we eat study together. Where are they sitting? Where are they sitting? I think they study in a background. No, they are not sitting on the background. I mean, they are sitting on the grass, right? Yeah. And do you think where they are? Where they are? I think they are in the forest. Forest? On the other forest. And I don't think so. I think they are in a park. You know, a park. Oh. Yeah. Yes, a park. This is just a park. Yes, it looks like they are having a picnic, and they have a group study too. A group study, right? A group study. Yeah.
And how you can say that there are two girls and two boys. Yes, and you can say that the girl in the yellow t-shirt is what? It looks like she's eating. Okay. The girl in the yellow t-shirt is eating some snacks while the girl in the pink top is talking to the boy, the blonde boy. Blonde, bạn nhìn thấy đây anh này tóc vàng không? Bạn có thể miêu tả cái ngoại hình của các cái người này ra đúng không? Đấy. And they look very excited. They look happy. They look excited. Right? They are enjoying the picnic. Yes. And it seems like they are listening to music too, because I can see a music player on the table. Okay? And a picture too. Bạn hãy miêu tả theo người ta hướng dẫn này là có bao nhiêu người này. Ví dụ bạn thể tả là, ví dụ như là hai cậu bé này tóc hơi dài, một cậu bé tóc ngắn này, một cậu bé tóc vàng này chẳng hạn. Miêu tả qua một chút về cái ngoại hình của người ta. Sau đó trên bàn có những cái gì, ở background có những cái gì. Đấy, và bọn họ có thể là đang ở trong bếp. Đấy, nói rõ, miêu tả ra thành câu nhé. In the picture, I see three teenagers. The boy ở giữa. In between. In the middle. Sorry, in the middle. The boy in the middle have a short hair, and two boys and other two boys have a little bit long hair. And one boy is blonde, right? They are in the kitchen. I think they will cook a big hamburger. A big hamburger is a lot of food. In the background, it has a fridge. In the background, there are a fridge. Some notes in the board. Yes. Behind that, and can see a cookie. No, here they said there. You can say there are a cupboard, stoves, and a fridge. Right? Người ta cho sẵn đây này, cupboard là cái tủ bếp ấy. Thấy chưa? Bạn nên ví dụ nói như này nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn bạn là in the picture, I can see three teenagers. Okay? The boy on the right, okay? The boy on the right has long brown hair and he's wearing an orange t-shirt. The boy in the middle has short black hair, okay? And he's holding a ham, nghĩa là một miếng dăm bông, or a sandwich, okay? Yes, the boy on the right, on the left, on the right, sorry, the boy on the right is the tallest. It's the tallest, understand? Yes, yeah. He's blonde and he's wearing a black t-shirt and he's looking at the huge sandwich. Okay, they are making a sandwich. This sandwich is very big. It has a lot of meat and vegetables and tomatoes here. Okay, in the background there are a cupboard, stove, and a fridge, and you can see a lot of notes on the board, on the wall. It looks like they are in the kitchen making dinner. Yes, and this is an unhealthy dinner, but very delicious, right? Bạn cứ đi theo từng trình tự.
Talk about what you like to eat when you have a snack and say where you like to have your snack. Thì bây giờ nhá, bạn sẽ nói cho cô một bài về cái phần này. Đó là bạn hãy nói là khi nào bạn thích ăn đồ ăn vặt và nói rằng khi nào bạn ăn đồ ăn vặt ở đâu. Chưa? Bạn không, bạn có thể nói theo ý của bạn thôi. Nói mấy câu. Cố nói cho hay nhá. You talk about what you like to eat when you have a snack and where you like to have your snack. I like to eat candy and popcorn. When I have a snack, and I often eat this at cinema. At the cinema. Mm-hmm. They are very delicious. The popcorn has butter, a chain lớp phủ. On top. On top. Nói là gì nhỉ? Không dùng từ on top đâu. On top phải là ví dụ như là một, ví dụ như bạn có bát mì, sau đó bạn phủ một cái gì hay là một pizza đúng không? Sau đó bạn phủ lên. Còn thực ra đây gọi là phủ thì phải là ví dụ nó được coast, nó được bọc, được chưa? By sugar and butter, coast by sugar and butter. Đấy, nó được bọc, bọc đường. Trong quá trình nói về từ bọc đường, bạn dùng từ này nhé. Anything else? The candy is made by sugar, some milk, and we have some orange chips. Thường nhé, bạn sẽ dùng cho cô từ làm từ đường thì đúng không? Được làm từ thì bạn phải nói là is made from, không phải made by nhé, thường là made from, được chưa? It's made from, yes, sugar, orange, and yes. Okay, and explain why do you like it to eat, what do you like to eat, candies and popcorn? I think it's very delicious, but eat too much is not healthy. Not healthy? They can make me fat and bị thừa. Thừa là gì? Bị thừa năng lượng. Thừa năng lượng thì cũng không biết là bị nên dùng từ đấy hay nên dùng cái dạng. Hay là con thử dùng cái từ thôi, con theo con bị béo cân bằng năng lượng. Cô cũng không biết là bị dùng từ thừa năng lượng nó phù hợp không. Hay là một bệnh gì? Thì bạn có thể nói từ này cho cô biết. Energy. Đấy, energy có nghĩa là bạn sẽ bị you can bạn có thể bị from excess energy hoặc là you can harness. Để xem cái từ nào, cái động từ nào. Energy hoặc là calories, nên dùng calories ở trong bài unit 7. Calories hoặc là như too much. Theo cô nên dùng là you can have too much calories, là bạn sẽ bị có quá nhiều gì calo. Đấy.
thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Còn cái từ excess thì cô nghĩ là cái từ excess dư thừa thì có thể là bạn sẽ không chưa thuộc được từ đấy. Nên bạn nên áp dụng những cái gì mà bạn đã biết. Understand? Biết rồi thôi, cái từ calories là từ đã học từ hồi lớp 7 đúng không? Đấy. So you can say that if you eat too much candies and popcorn or sweets in general, you can get fat and you can have too much calories, which is not good and which can lead to obesity. Obesity, do you remember that word? Obesity là bệnh gì? Lớp 7 rồi đấy. Béo phì ấy, obesity này. À. Bạn đó, cô sẽ nhắc đây là do bây giờ bạn sắp thi rồi nên là cái phần này mình cũng sau khi bạn thi thì mình sẽ phải quay trở lại mình ôn lại cái phần này. Thì cô một bạn vẫn làm cho cô cái bài quay video được chưa, và bạn cố gắng nói. Hôm nay cô đã hướng dẫn bạn nói những cái gì, những cái phần này đó sẽ không phải hôm nay thì mới làm phần tranh luận giữa cô và bạn thôi. Còn ở nhà nếu như bạn làm phần này này, con cứ thế là con tự nói là bạn ý nên mang những cái gì và tại sao là được. Tức là bạn theo ý kiến của con ấy, thì con nói một mình ấy, được chưa? Thì con cứ giải thích là bạn ý nên mang theo điện thoại tại sao, hay bạn ý nên mang theo cuốn sổ tại sao, thế là xong, được chưa? Cứ nói một mình đấy. Cái này mình sẽ phải làm đi làm lại nhá, làm đến khi nào bạn làm thành thạo thì thôi, được chưa? Đấy. Thế còn bây giờ cô cảm thấy là như ở nhà vẫn chưa chuẩn bị được kỹ lắm đâu. Thì là vẫn đang mình đang bận công việc học đúng không? Ok, so try hard. Cố lên nhá, khi nào đi học kỳ xong thì mình sẽ cố gắng làm cho cô nhá. Cô có thể bận thật nhiều quá. Nếu như không đi, có định nhiều không? Nó hơi nhiều. Nó hơi nhiều. Vì mẹ thì rất là muốn bạn học nhiều. Thì bạn có thể chia sẻ thêm với mẹ nhá. Nếu như bị nhiều quá bạn phải chia sẻ thẳng thắn với mẹ là mẹ ơi con thấy là nó hơi bị nhiều. Thì con muốn là ví dụ làm ít nhưng mà tập trung lại. Được chưa? Có gì bạn sẽ chia sẻ với mẹ nhá. Ok, thank you and see you next time. Bye bye. Bye bye.